Thời đây không biết cưa cái gì mà ghé vô thấy cái bơ quá trời trái rồi nè. Dạ. Cái chôm chôm đó. Này cái bơ này cái nha. Rồi. Trời ơi, coi cả nhà, coi cái góc nè. Ghê không? Khủng không? Ngủ quá trời luôn. Mười mấy năm mới có trái. Dạ, cái gốc này khoảng bao nhiêu năm rồi ông? Khoảng 15 năm. 15 năm. Dạ. Thì 20 năm, 15 năm đến 20 năm. Trái này cũng còn cái nha. Bẻ bớt. Quá trời cái gốc. Rồi, bà con hôm nay vô đốn mấy cái bạch đàn. Bạch đàn. Nhìn cái bơ đá quá cái. Thôi Toàn chào cả nhà nha. Thì hôm nay Toàn có mặt tại xã Mỹ Lợi, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Này là ấp Lợi Chinh nha cả nhà. Nó quay cưa cái cây dừa này rất là cao luôn nè. Để tí nữa là Toàn sẽ đo coi nó băng bao nhiêu mét. Ngoài kia thì có cái con sông mà. Ghe này quá trời hoài luôn. Cái này 15 mét nha cả nhà. Này giờ ba của Toàn sẽ kéo cái máy Humana 254 lên để cắt cái cây dừa này. Dừa này hoài nhiều khủng khiếp luôn. Giờ còn tàu khá là nhiều, cả nhà chưa thấy được. Giờ bắt đầu cắt nha cả nhà.
Thì hôm nay có rất là nhiều người lại coi luôn. Thì cả nhà có thấy không, thì ở bên dưới rất là nhiều người đang ngồi xem, đứng xem nữa đó. Dưới này khá là trống rồi cả nhà, có mấy cái mít nó to rồi cũng không đáng kể lắm. Cái mít nhỏ thì sợ, còn cái mít bự thì không sợ mấy rồi cả nhà. Quá trời hoa dừa, quá trời nhiều luôn. Trước mắt hình như là toàn thấy hẳn chín hoài rồi đó. Quá trời, hình như ổ chuột thì nó cắn ba cái sơ dừa quá trời luôn cả nhà. Ba của Tòng cắt những cái quả dừa nó nạo xuống trước, dừa khô chứ. Nãy giờ hình như rớt 3-4 quầy vậy đó. Bên kia đứng coi rất là nhiều người luôn. À còn 5 quả dừa nào cả nhà. Đúng rồi, trồng đậu. Để nói trồng rồi có đúng. Để nó ăn được gì đâu. Cô ấy cũng xuống lên thẳng trên. Không biết là ba của Toàn sẽ cột mấy quả dừa nữa. Cọng dây khá là dài, Toàn nghĩ chắc cũng khoảng cột 2 hoặc 3 quả.
giờ sẽ ngoài cái cọng dây vô cái phần đọt dừa, phần đó cũng là cái phần củ hũ dừa đó, để cho nó chịu cái trọng lượng những cái quả dừa lại. Thì nay vẫn tiếp tục có anh Thiên của Toàn theo phụ nha cả nhà. Bên dưới là nguyên cái vườn mít nên là không thấy được rồi. Với lại một cái cây bơ rất là nhiều trái luôn. Hồi nãy Toàn có quay đầu clip cho cả nhà coi đó. Bây giờ sẽ cột hai quài cuối cùng. Nãy con ăn mấy trái chôm chôm nên giờ nó bị ngứa gần cổ cả nhà, ho ho hoài, cả nhà cũng thông cảm cho Toàn. Chùm chơm bên kia có mấy chùm trái đỏ quét rồi cả nhà. Rất là nhiều người lại coi luôn. Giờ sẽ tiến hành cắt cái phần củ hũ dừa đó, có cái đọt dừa. Wow.
quá trời lắc luôn. Tại nhẹ bớt á, nó bắt đầu lắc hết rồi nè. Hình như có lấy 1-2 khúc 4 thước 4 mét á. Hơi đuối giò. Ba cái toàn hỏi được chưa để leo xuống á, có thể là cắt hạ nguyên gốc luôn. Giờ sao cắt xuống gốc, cắt hạ nguyên cây coi. Mày hạ xuống mấy chi làm hai hả? Tới đây vậy. Vô. Rớt cái mít đâu mày? Thôi, hả? Rớt cái mít luôn. Rớt cái mít. Rớt cái mít đấy, rớt cái mít kéo. Rồi bây giờ sẽ tiến hành cắt cái gốc này cả nhà. Bắt đầu nó ngã nè. Đó. Giờ sẽ cắt làm hai vậy á. Không biết làm hai làm ba đây. À nghe đó có cái chỗ ẹo đó cả nhà. Nên là cắt cho nó thẳng lại. Rồi để Tùng bay chút xíu khung cảnh cho cả nhà xem. Phía sau này có cái vườn sầu riêng này cả nhà.
quá trời, dưới đây trồng sầu riêng quá trời nhiều luôn. Đang hồi nãy có cầm cái thước đo rồi, giờ cắt thêm mấy khúc nữa. Rồi vậy thôi, Toàn cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn cả nhà vào video tiếp theo của Toàn nha. Rồi bye bye cả nhà.